Namaskar. Surya Namaskar từ lâu đời đã được coi như một phương tiện chữa bệnh, tác động đến hầu hết các hệ hô hấp, tuần hoàn, đầu, cổ, tay, mông, đùi, bàn chân, cột sống, các cơ quan nội tạng và các tuyến, các luân xa đều được kích thích và hoạt động hiệu quả hơn. Cùng một bài chào mặt trời 12 động tác, bạn có thể coi đó là bài khởi động, chỉ khoảng 1 đến 2 phút mỗi vòng, và cũng có thể trở thành bài tập chính khi bạn chủ trương giữ các thế trong thời gian dài hơn, 2, 3, thậm chí 5 phút mỗi thế. Điều này được gọi là thiền trong tư thế. Mỗi ngày từ 5 đến 10 đến 21 vòng chào mặt trời vào buổi sáng cũng đủ để bạn có một ngày thật tuyệt vời, để sự tập trung, cân bằng và năng lượng. Dưới đây là phần hướng dẫn cho những người mới tập, hoặc khi bạn đã tập quen nhưng muốn giữ thế lâu hơn và hiểu rõ hơn về tác dụng của từng tư thế trong chuỗi 12 Asana Surya Namaskar. Bước về phía đầu thảm, hai chân khép sát, đứng cách đầu thảm một bàn chân. Một, hướng về phía mặt trời, ta vào thế cầu nguyện, đứng thẳng, hai tay chắp trước ngực, luôn ý thức rút nhẹ hậu môn, đẩy nhẹ xương mu để cột sống được thẳng. Tập trung hít thở hoặc hát mật chú Om Sri Ma Surya Namaha. Om Sri Ma Surya Namaha. Tư thế này tạo ra trạng thái trung lập và tĩnh lặng, chuẩn bị cho các thế phía sau. 2. Hít vào, vươn hai tay lên cao, hai tay sát mang tai, rút nhẹ xương mu lên, giữ hông thẳng, vươn hai tay ngả sau. Thế bông lau hay còn gọi là thế giơ hai tay. Hãy chú ý, hai tay luôn sát tai, giữ cổ và đầu thẳng, vươn dài ra phía sau, tập trung vào luân xa năm Visuddhi nơi cổ họng. Hít thở đều. Thế này làm mạnh các cơ quan ở bụng và cải thiện sự tiêu hóa, làm chắc khỏe cơ tay, cơ vai, các dây thần kinh cột sống, mở rộng phổi và giảm trọng lượng dư thừa. Chú ý tránh đổ hông về phía trước và uốn cong phần thắt lưng quá nhiều. Đầu hãy giữ vững giữa hai tay mà không để ngả oặt ra phía sau. 3. Thở ra, từ từ vươn ngập người về phía trước, gập từ khớp hông, giữ cho lưng thẳng cho đến khi hai bàn tay chạm đất cạnh hai bàn chân. Nếu có thể, hãy để đầu chạm gối, chân thẳng. Nếu thấy căng tức, có thể trùng nhẹ gối để đầu chạm gối, dần dần sẽ thẳng gối lên trong quá trình tập luyện. Tập trung vào luân xa 2, Svadhisthana, phía dưới xương cùng, sau xương mu. Thế tay chạm chân này giúp hỗ trợ bệnh ở dạ dày hoặc bụng, làm giảm mỡ vùng bụng, cải thiện tiêu hóa, loại trừ táo bón, giúp tăng tuần hoàn máu, cột sống mềm dẻo và làm khỏe các dây thần kinh cột sống. Những người có vấn đề ở lưng có thể không gập người hoàn toàn, chỉ cần gập từ hông, giữ lưng thẳng cho tới hết biên độ có thể. Các vấn đề về huyết áp có thể giữ đầu ngẩng lên thay vì cúi chạm chân. 4. Ta hít vào, trùng gối, bước dài chân phải ra sau, hạ gối phải xuống sàn, duỗi mũi chân, chân trái vuông góc giữa hai tay vững chãi trên mặt đất, dướn ngực, vươn cằm hướng lên trên, chú ý tập trung vào điểm giữa hai lông mày, hít thở đều. Tư thế này massage các cơ quan ở bụng và cải thiện hoạt động của chúng, tạo ra sự cân bằng trong hệ thần kinh. Giữ thế thêm 2 nhịp thở.
5. Giữ thở, ký mũi chân phải, đưa chân trái ra sau, giữ hai chân cạnh nhau, dựng vuông góc, gối thẳng, lực phân bố đều trên hai cánh tay thẳng và bàn chân chống thẳng, siết cơ bụng, đùi, mắt nhìn phía trước thảm, giữ thân từ đầu đến gót chân thẳng trên một đường thẳng. Đây là thế cây thước thẳng, giúp săn chắc cơ bụng, tăng sức mạnh đôi tay. Tư thế này rất tốt để khôi phục các khớp. Một số hướng dẫn sẽ tập thế số 5 là thế núi hay V ngược thay cho thế cây thước thẳng. Tất cả đều tốt cả. Khi tập quen, bạn có thể có những biến thể khác nữa. Ghi nhớ, hai bàn tay xòe rộng, cổ tay và vai trên một đường thẳng để tránh đau khớp cổ tay. 6. Thở ra và hạ gối, ngực cằm chạm sàn, ngực đặt giữa hai tay, cánh tay khép sát sườn, phần bụng nâng lên, mông nhô cao. Chú ý vào lưng xa ba, phía sau rốn. Hít thở và cảm nhận vùng bụng, rốn, lưng xa số 3. Thế này gọi là 8 điểm chạm sàn hay thế cá sấu, giúp phát triển cơ ngực, cơ tay, chân và hoạt hóa vùng cột sống giữa hai xương bả vai. Với người mới tập, có thể chọn hạ từng phần hoặc nằm sấp xuống tùy theo khả năng của mỗi người. 7. Hít vào, duỗi mũi chân, bàn tay xòe rộng làm điểm tựa, rút nhẹ rốn, cuộn mình lên rắn hổ mang. Hai bàn tay xòe rộng, khuỷu tay trùng, dướn ngực, vươn cằm, xoay vai, ngả sau, tập trung vào điểm giữa hai lông mày, đùi hông giữ ở trên sàn, rốn cách sàn khoảng 3 cm, hít thở đều. Thế rắn hổ mang làm cho cột sống mềm dẻo, kích thích tuần hoàn máu vùng lưng, làm khỏe các dây thần kinh cột sống, giúp kích thích tiêu hóa, làm khỏe các cơ quan sinh sản, giảm căng thẳng, mỡ bụng, loại trừ táo bón, đồng thời làm khỏe gan, massage cho thận và các tuyến thượng thận. 8. Thở ra, ký mũi chân, giữ chắc bàn tay, đẩy đỉnh mông lên cao về V ngược, hay còn gọi là thế núi, chó úp mặt duỗi mình. Có thể bước lên một bước nhỏ cho gót chân được chạm sàn, đầu gối giữ thẳng trong khi đỉnh mông vẫn ở cao nhất có thể, giấu đầu, vai rút, mắt nhìn vào giữa hai bàn chân hoặc vào rốn, tập trung vào luân xa 5 nơi cổ họng. Thế này làm khỏe các dây thần kinh và các cơ ở chân, tay, làm mạnh các dây thần kinh cột sống, sự tuần hoàn máu được kích thích, đặc biệt là ở vùng cột sống phía trên, ở giữa các xương bả vai. Với những người cột sống mềm dẻo, trán có thể chạm tới sàn, trong khi vai vẫn được thả lỏng, đỉnh hông nhô cao, đỉnh hông nhô cao và gót chân chạm sàn. 9. Hít vào, kéo chân phải lên giữa hai tay, gối trái hạ sàn, duỗi mũi chân, đẩy vùng xương chậu về phía trước, ưỡn ngực, vươn cằm, ta vào thế cưỡi ngựa, lặp lại thế số 3. Chú ý vào luân xa 6 giữa hai lông mày. Luân xa 6 còn được hình dung là con mắt thứ 3 hay là thiên tâm, nghĩa là cổng trời. Nó tạo ra cơ thể năng lượng tinh khiết đã chuyển đổi của ta. Tính chất siêu nước có bản chất ánh sáng, nằm ở hạch tùng, lưu giữ những ký ức, tiềm thức của linh hồn. Luyện tập thiền định và các asana tác động lên vùng trán, giúp thức tỉnh con mắt tâm linh, hài hòa cơ thể, phát triển nhân cách gốc rễ của ta. 10. Thở ra, rút chân trái về cạnh chân phải, duỗi thẳng cả hai gối, vươn mình gập trước, trán mũi chạm chân nếu có thể, tập trung chú ý vào luân xa 2 ở dưới xương cùng,
phía sau sương mù. Luân xa hai, nguyên tố của nước tạo ra cơ thể năng lượng chưa chuyển đổi, tạo nên và điều khiển cảm xúc mạnh mẽ, tình dục và sự sáng tạo. Các tư thế asana tập trung vào vùng này sẽ giúp cân bằng luân xa hai và cân bằng đời sống tình cảm, tình dục của ta tốt hơn. 11. Hít vào, ta về thế bông lau, vươn hai tay lên cao, sát tai, từ từ ngả sau, chú ý giữ hông cố định, vươn đầu và tay, phần lưng trên ngả ra phía sau. Chú ý vào luân xa 5 nơi cổ họng. Luân xa 5 liên quan đến tuyến giáp, chỉ đạo các chức năng nội tiết, trao đổi chất, chuyển hóa của cơ thể, đồng thời liên quan đến sự truyền đạt thông tin, ý tưởng và sáng tạo. 12. Thở ra, ta về thế đứng thẳng, hai chân khép sát, buông lỏng tay, vai, điều hòa hơi thở, thư giãn ở đây. Hít vào, căng căng phình bụng lên, thở ra, chậm chậm, nhẹ nhàng, thở hết. Hít chậm, 1, 2, 3, 4. Thở sâu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đổi chân, hai tay chắp lại. Hít vào, ta về thế cầu nguyện, luôn ý thức rút nhẹ hậu môn, đẩy nhẹ xương mu để cột sống được thẳng. Hát mật chú Om Sri Ma Surya Namaha, Om Sri Ma Surya Namaha. Giữ thở, 1, 2, 3, 4, 5, 2. Hít vào, vươn hai tay lên cao, hai tay sát mang tai, rút nhẹ xương mu lên, giữ hông thẳng, vươn hai tay ngả sau, thế bông lau, hai tay luôn sát tai, giữ cổ và đầu thẳng, vươn dài ra phía sau, tập trung vào luân xa 5, Visuddhi nơi cổ họng. Giữ thở, 5, 4, 3, 2, 1. Thở ra, từ từ vươn gập người về phía trước, gập từ khớp hông, giữ lưng thẳng cho đến khi hai bàn tay chạm đất cạnh hai bàn chân. Nếu có thể, hãy để đầu chạm gối, chân thẳng. Nếu thấy căng tức, có thể trùng nhẹ gối để đầu chạm gối. Dần dần đầu gối sẽ thẳng lên trong quá trình tập luyện. Tập trung vào luân xa 2, Skvadhisthana, phía dưới xương cùng, sau xương mu. Giữ thở, 5, 4, 3, 2, 1. Thế 4, ta hít vào, trùng gối, bước dài chân trái ra sau, hạ gối trái xuống sàn, duỗi mũi chân, chân phải vuông góc đặt giữa hai tay vững chãi trên mặt đất, dướn ngực, vươn cằm hướng lên trên, chú ý vào điểm giữa hai lông mày, luân xa 6. Giữ thở, 5, 4, 3, 2, 1. Số 5, nín thở, ký mũi chân phải, đưa chân trái ra sau, giữ hai chân cạnh nhau, dựng vuông góc, gối thẳng, lực phân bố đều trên hai cánh tay thẳng và bàn chân chống thẳng, siết cơ bụng, đùi, mắt nhìn trước thảm,
giữ thân từ đầu đến gót chân thẳng trên một đường thẳng, hai tay xòe rộng, cổ tay và vai trên một đường thẳng. Giữ thở. 5 4 3 2 1 6 8 điểm chạm sàn. Ta thở ra và hạ gối, ngực, cằm chạm sàn. Ngực đặt giữa hai tay, cánh tay khép sát sườn, phần bụng nâng lên, mông nhô cao. Chú ý vào luân xoa ba phía sau rốn. Hít thở và cảm nhận vùng bụng, rốn, luân xoa ba. Giữ thở. 5 4 3 2 1 7 Hít vào, lướt rắn hổ mang, duỗi mũi chân, bàn tay xòe rộng làm điểm tựa, rút nhẹ rốn cuộn xương sống, dướn ngực, vươn cằm, xoay vai ngả sau, hai tay xòe rộng, khuỷu tay trùng, rốn cách sàn khoảng 3 cm, tập trung vào điểm giữa hai lông mày. Giữ thở. 5 4 3 2 1 8 Thở ra, về vê ngược, kiếm mũi chân, giữ chắc bàn tay, đẩy đỉnh hông lên cao, gót chân chạm sàn, đầu gối thẳng, giấu đầu, vai rút, mắt nhìn giữa hai bàn chân hoặc vào rốn, tập trung vào luân xa năm nơi cổ họng. Giữ thở. 5 4 3 2 1 9 Hít vào, kéo chân trái lên giữa hai tay, gối phải hạ sàn, duỗi mũi chân, đẩy vùng xương chậu về phía trước, ưỡn ngực, vươn cằm, ta vào thế cưỡi ngựa. Chú ý vào luân xa 6 giữa hai lông mày. Giữ thở. 5 4 3 2 1 Số 10 Ta thở ra, chân trái rút về cạnh chân phải, duỗi thẳng cả hai gối, vươn mình gập trước, trán mũi chạm chân nếu có thể. Tập trung chú ý vào luân xa 2 ở dưới xương cùng, phía sau xương mu. Giữ thở. 5 4 3 2 1 11 Hít vào, ta về thế bông lau, vươn hai tay lên cao, sát tay, từ từ ngả sau. Chú ý giữ hông cố định, vươn đầu và tay, phần lưng trên ngả sau, ngả thêm một chút nữa. Chú ý vào luân xa 5 nơi cổ họng. Giữ thở. 5 4 3 2 1 Thở ra, ta về thế đứng thẳng, hai chân khép sát, buông lỏng hai tay, vai, điều hòa hơi thở, thư giãn ở đây. Hít vào, căng căng phình bụng lên. Thở ra chầm chầm, nhẹ nhàng. Thở hết. Năm, bốn, ba, hai, một. Điều hòa hơi thở.
Vậy là chúng ta đã kết thúc một vòng chào mặt trời. Khi đã thuần thục kỹ thuật của các tư thế, hiểu biết lợi ích của từng tư thế, ta có thể linh hoạt, đi nhanh, đi chậm, biến thể mặt trời A, mặt trời B, hay muốn tác động vào vùng nào nhiều hơn, tùy ta lựa chọn, điều chỉnh sự tập trung, hơi thở và căng duỗi các cơ trọng tâm theo ý muốn của ta. Chúc các bạn mỗi một ngày hãy giữ vững 5 hay 10 vòng, 21 vòng chào mặt trời, và chúng ta sẽ có một sức khỏe viên mãn. Namaste.